Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel game của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi game Far Cry 5 các bạn ơi. Lần trước thì mình đã giải phóng xong ngôi làng này rồi, thì bây giờ là mình sẽ làm một cái nhiệm vụ tiếp theo là mình đi đến một cái vị trí gần nhất để mình sẽ giúp đỡ ông Hoa Tiêu nè. Ông này là Nick. Đấy. Ông này là ông Hoa Tiêu lái trực thăng nha. Bây giờ mình sẽ tới giúp đỡ ông này. Ông này cũng nói là cái bọn mê tín nó đang tràn vô rồi. Bây giờ mình sẽ đi tới chỗ ông để mình giúp đỡ ông coi làm cái nhiệm vụ này. Rồi bây giờ chúng ta lên đường nha. Bây giờ là trời là ban đêm các bạn ơi. Trời rất là đẹp nha. Nhưng mà con đường từ đây tới cái chỗ ông Nick đó là không biết có an toàn hay không, mình chưa biết. Tại vì cái bọn cớm đó có thể là nó ở khắp nơi. Hơn khoảng 300 mét thôi. Mình khá là thích cái game này bởi vì là nó không cần phải cái bản đồ mini map, mà nó là cái bản đồ thể hiện trực tiếp ở trên. Ôi 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 ôi. À cái mày bắn ra. Ôi hụt rồi. Thấy chưa các bạn? Hình như tới đây rồi, xuống đây. Hình như là ông Nick đó là ông đang lái máy bay đây đó. Gần đâu đây sao nè. Đây. Trời đang về đêm nha. Wow, mình có một cái tên lửa nè. Súng này siêu mạnh nha. Wow. Trời ơi. À, cái bọn này tấn công vô quá trời rồi. Cái bọn này nó tấn công. Ôi. Một tên. Quá. Má ơi. Cho lũ đạn nè. Trời ơi, tiếc quá. À, mất phí đạn rồi. May. Đây. Ơi, cho bạn lưu đạn nè. Còn thằng nào? Ơi. Chạy thôi, quá rồi. Đây nè. Cho nó đạn nè. Ôi. Như còn thằng nào nữa ta. Má ơi, mình ra chống nó thấy mình sao. Ai vậy. Mày. Ôi chết mẹ rồi. Cái súng này bắn nó phản lực lớn quá. Mình cũng bị thương nữa. Trời. Ôi, no. Quá nó tấn công mình rồi. Từ từ bò tới đâu rồi. Tụi nó đâu rồi? Tụi nó có súng dài, mình lượm cái súng dài được không? No. Đây. Mình sẽ chơi cái xe lắm. Mày tâm xét. À, hình như là ông Nick ở trong này nè. Lục đồ nó. À đúng rồi, ông này nè. Có sao không anh bạn? Mình bị mắc kẹt ở đây rồi. Tôi thề với Chúa là tôi sẽ giết cái bọn khốn này. Trời ơi, có đạn rồi, hên quá nha. Rồi. Ồ, hay quá. Quá trời đạn luôn nè, hay quá. Mình chưa lấy đồ được các bạn ơi. Mình chưa có cái kỹ năng mở cái két sắt đó nha. Okay. You see them Peggy's take off of my plane? Rồi. Mày có thấy tụi nó lấy cái máy bay của tao không?
I'd go myself, but my wife's pregnant and due any second, and I just don't know what I'm supposed to do. I mean, without that plane, we're fucked. Please, no. My family needs your help. I'm sorry. I don't like getting emotional. Name's Nick, by the way. Look, if I know the cult, they've taken my plane to John Seed's ranch. It's got the only other airstrip big enough to land the thing. Both parties can find a way. I know it's a lot to ask, but the Montana team, I'm desperate, partner. Rồi bây giờ là đi cứu cái đi đòi lại cái chiếc trực thăng của ông này mới được các bạn ơi. Tóm lại là ông bị mất chiếc trực thăng rồi. Ôi trời, đã sáng rồi nha, hay quá. Lấy cái súng này đi. Là một số vật liệu đây đi, nhiều máu quá nè. À. Ê, bây giờ là cái chiếc trực thăng của ông này cách đây khoảng mấy trăm mét nè. Bây giờ mình sẽ đi hướng này, mình tiến thẳng tới hướng này, mình kiếm chiếc trực thăng của ông. Đây, đi làm nhiệm vụ này thôi. Bắt xe không ba? Ôi, cái xe của mình bị hư rồi. Làm sao đây? Bây giờ sao đi bộ luôn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi bộ qua cái vị trí chiếc trực thăng đó nha. Được cho là khoảng hơn 600 mét. Mình đi tắt luôn. Ủa, có ai đây không? Mấy cái đường vắng này bọn cướp nhiều lắm, đỏ đó thấy không? Mẹ quăng cái lụa đèn. À, mình lấy lột lột đồ nó, cướp đồ nó mới được. Ủa, mẹ sao lấy đồ không được ta? À, no, 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 no. Ủa? À, lấy đồ nè, hay quá. Súng gì đây? Lấy được cái súng này hay quá. Súng mạnh à. Rồi, bây giờ đi luôn. Đấy. Vô vậy là phải lội qua. Ở đâu mà xa thế? Ê, con gì đây? Mẹ, con sóc này. Mình bị nhiễm cái phấn của con sóc này, mình bị độc các bạn. Mình sẽ bị tầm nhìn sẽ bị mờ một xíu. Bây giờ sẽ lội qua bên kia. Con gì đây, con gì đây? Oh. Con này, bắn lấy thịt cho được không? Ôi, oh, tụi nó thấy mình. Ôi, no, 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 no. Tụi nó thấy mình nguy hiểm nha. Ai đây, ai đây, ai đây? Ô, oh, tụi nó đang đóng chiếm khu rừng này quá nhiều rồi. Nãy giờ tụi nó xem thấy mình nha. Dù sao cũng sắp tới nơi rồi, để coi cái chiếc trực thăng đó bị tụi nó ăn cắp, tụi nó giấu chỗ nào. Chết mẹ, đây hình như là đồn boss của tụi nó rồi. Ê, căng này nha. Ồ, cái này là đồn của tụi nó rồi. À, mình nhớ là mình có một người bạn đi chung mà ta. Chưa có luôn hả? Ôi, một bầy luôn rồi. Như vậy là mình phải giải phóng cái đồn này. Mình mới mong mình lấy lại được chiếc trực thăng các bạn ơi. Rồi. Nó chưa thấy mình nha, chưa thấy mình.
Đất mẹ. Here I go. Ôi ôi, nó thấy mình chưa? Ghê quá, ghê quá. Hình như nó bị báo động rồi nha. Một thằng chết. Ô, may hả? Ôi, chết rồi, bị thương quá rồi. Ôi, tiêu rồi. Thôi bây giờ là mình phải vô, mình phải phá cái đài radio nó trước các bạn ơi. Để thôi tụi nó sẽ bấm báo động là mình sẽ gặp rắc rối. Đó. Cho nên là giờ là phá đài radio trước đi. Đục lựu đạn nè, mày chết nè. Chết, hai tên. Mẹ rồi. Rồi, cái đài radio nó đâu? Căng quá, căng quá. Thấy rồi nha, mình sẽ phóng vào cái đài radio nó coi được không ta. Rồi, xong. Một cái. Mình không biết là còn cái nào nữa hay không nha. Một thằng nữa nè. Còn thằng nào nữa? Nó qua đây, Hai thằng. Một thằng. Núp luôn. Hay quá. Còn thằng nào nữa không? Hình như là nó quên rồi nha. Mình không nghe nó báo động nữa rồi nha. Im lặng vậy. Hello. Tại sao tụi bay im lặng rồi? Tao còn nè. Mày hả mày? Tiêu rồi, nó tiêu rồi. Nó dính dao của mình rồi. À, hình như còn một thằng nó nhắm laser. Mình sẽ cho nó ăn một cái lựu đạn đây. Mày hả mày? Còn thằng nào nữa không? Mày hả mày? Còn thằng nào nữa không? Rú ra. Còn thằng nào không? Đâu rồi? Mày xong. Rồi các bạn ơi, như vậy là mình giải phóng xong một cái đồn này rồi nha. Ấy, coi như là lại mình bị chết một mạng. Nhà đẹp quá nhờ. Lụm bản đồ coi, gì đi vòng vòng lục đồ nó coi. Rồi các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ tạm dừng video tại đây nha. Nếu các bạn thấy video này hay, vui lòng cho mình một subscribe, một like, một comment nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.